Sự sống khởi nguồn từ biển cả. Bình minh là khởi nguồn cho một ngày mới. Vậy đâu sẽ là khởi nguồn cho một cuộc sống mới khi con người thực sự được xoa dịu, chữa lành? Nơi ôm ấp ta, cả thể chất và tâm hồn. Chào mừng bạn đến với Vịnh Bai Mai, nơi ánh mặt trời không bao giờ tắt, nối dài những trải nghiệm bất tận. Tọa lạc tại bãi sao phía nam đảo Ngọc, vịnh biển nguyên sơ đẹp nhất Phú Quốc. Nghiêng mình theo địa hình cánh cung độc đáo, trải dài từ triền đồi thơ mộng đến bãi cát trắng mịn bao la. Toàn bộ công viên được gói gọn trong hệ sinh thái đậm chất resort có 102, vận hành bởi thương hiệu Sunquor uy tín. Kiến tạo nên thiên đường của những trải nghiệm với 5 tầng thiên nhiên. Từ những bước chân đầu tiên tại quảng trường sao biển, khu vườn lấy cảm hứng từ vẻ đẹp độc đáo của những rạn san hô sắc màu. Men theo những mảng rừng xanh mướt, tán bộ dọc phố suối, phố hoa, nơi ta được tận hưởng nhịp đập sôi động của cuộc sống với những trải nghiệm bất tận tại khu thương mại, park house, nhà hàng, quán bar, hay một chút tĩnh lặng thăm thú đền thờ cá ông nơi khu rừng nhiệt đới. Bước xuống triền đồi, một ốc đảo xinh đẹp nằm giữa lòng thung lũng hiện ra, nơi nghỉ chân nạp lại năng lượng sau những phút giây đắm mình giữa không gian sôi động. Để tiếp tục khám phá lagoon độc đáo, nơi có bể bơi vô cực tầm view triệu đô. Và cuối cùng là bãi sao, nơi cả gia đình được đắm chìm trong làn nước biển ngọc xanh trong. Hơn cả một trải nghiệm đầy đam mê háo hức, công viên chủ đề phức hợp đa trải nghiệm, tiên phong phát triển theo mô hình RD&E Plus sẽ nuông chiều mọi sở thích của du khách ghé thăm. Khởi đầu với những trải nghiệm mua sắm có 102, nơi mọi giác quan được nâng niu trong không gian tự nhiên xanh mát. Cùng những người thân yêu, tận hưởng bữa ăn ấm cúng tại các nhà hàng ẩm thực ngay dưới tán cây rừng nguyên sinh. Hay phút giây khó quên khi hòa mình vào bầu không khí sôi động của những hoạt động giải trí đỉnh cao. Và tất cả mọi trải nghiệm đều được diễn ra trong không gian đậm chất resort, chữa lành mọi tâm hồn. Đặc biệt hơn, lần đầu tiên có một loại hình bất động sản trong công viên. Bất động sản là tiện ích của công viên, mang tên Park House, tiên phong tại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho thị trường bất động sản cao cấp. Khi không chỉ hưởng trọn giá trị thương mại từ công viên chủ đề sáng tạo đa trải nghiệm, mà còn là chốn về của những chủ nhân yêu thích cuộc sống một bước chân ngàn tiện ích. Nếu đã từng ghé thăm tòa đồ nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới như JW Marriott tại Bãi Kem, tấm hoàng hôn ba sắc độ tím, đỏ, cam mỹ lệ trên các công trình biểu tượng tại Sunset Town, qua những đêm thiên đường mê hoặc tại Hoàng Thơm Paradise Island, thì hãy cùng đón bình minh của một phong cách sống hoàn toàn mới tại công viên chủ đề sáng tạo đa trải nghiệm, mô hình RD&E Plus đột phá. Sunrise Park Villa, tỏa sáng Vịnh Bai Mai.